Kính chào quý vị, chúng ta đang có mặt ở một nơi đặc biệt, nơi mở ra cho chúng ta những cơ hội kinh doanh mới. Đây là trung tâm của các nhà phân phối đầu tiên được thiết lập hoàn toàn tương ứng với triết lý của Vision, giúp chúng ta quản lý chất lượng cuộc sống của mình. Hình thức mới này được hình thành để phục vụ các bạn, và chính các bạn là lý do công ty Vision được thiết lập. Và chúng tôi xin hân hạnh chào đón các bạn đến một thế giới mới có tên Organize. Trung tâm nhà phân phối cung cấp cho chúng ta chất lượng dịch vụ đẳng cấp cao. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một văn phòng làm việc khoa học và thuận tiện nhất, văn phòng đáng mơ ước của bạn. Trung tâm nhà phân phối Organize sẽ được đặt ở trung tâm của thành phố. Chúng tôi đã tìm mọi cách để làm cho văn phòng của chúng ta thật nổi bật và dễ tìm. Trung tâm nhà phân phối với các giải pháp tiên tiến nhất giúp công việc của bạn được thuận lợi hơn khi thực hiện các bài giới thiệu, quảng bá các cơ hội kinh doanh mới. Và tất cả mọi điều đó đều có trong một tòa nhà. Nhờ thiết kế hiện đại nhất và những khu vực làm việc sáng sủa, mỗi người ở đây đều có cảm giác thoải mái như đang ở nhà. Và nơi đây sẽ cho bạn nguồn cảm hứng để hoạch định và đạt được các mục đích của mình. Tại đây các bạn có thể mơ ước và đặt ra cho mình những mục tiêu lớn hơn. Tại đây bạn sẽ tìm ra những tiềm năng mới cho doanh nghiệp của bạn. Bạn có cơ hội làm việc với các chương trình theo định hướng Organize. Nhân viên tại văn phòng sẽ luôn vui mừng được chào đón, giúp đỡ và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn, cung cấp cho các bạn những thông tin cập nhật của công ty, đưa ra những lời khuyên bổ ích và giúp các bạn tổ chức công việc thuận lợi. Tại đây, bạn có thể hẹn gặp khách hàng, đối tác của mình và có thể luôn hãnh diện vì là người của công ty. Hãy chuyển kinh nghiệm và kiến thức của mình với sự biết ơn tới công ty. Văn phòng mới cho chúng ta cơ hội giao tiếp trong bầu không khí dễ chịu, thể hiện các tiêu chuẩn cao nhất của Vision. Và đây là cách tốt nhất để tìm ra những người đồng chí hướng và đưa họ đến với công việc kinh doanh cao quý của công ty chúng ta. Trung tâm nhà phân phối được trang bị công nghệ tiên tiến nhất với Wi-Fi siêu tốc miễn phí. Tại đây bạn sẽ nắm bắt được đầy đủ các thông tin mới nhất từ tập đoàn quốc tế Vision. Bạn cũng có thể tự tạo ra các bài thuyết trình của mình, sử dụng các đoạn video của công ty và hướng tới những người đồng chí hướng của mình trong chế độ trực tuyến. Tại đây bạn có thể đặt bất cứ sản phẩm nào của Vision qua cửa hàng trực tuyến và nhận đơn hàng của mình chính tại đây. Trong ngôi nhà dành cho các nhà phân phối của chúng ta luôn sôi sục cuộc sống tích cực, được khẳng định bằng những đoạn video phóng sự từ khắp nơi trên thế giới, nơi diễn ra các sự kiện dành cho các nhà phân phối của công ty, cùng với những thước phim ghi nhận những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc sống của Vision. Các bạn cũng có thể mời những vị khách tới trung tâm để xem những đoạn thuyết trình về các sản phẩm độc đáo của công ty, đạt các tiêu chuẩn và những chứng chỉ cao nhất trên thế giới. Và tất cả những điều này các bạn đều có thể làm trực tuyến. Ngoài ra, tại tất cả các trung tâm nhà phân phối đều có những phòng họp hiện đại, có sức chứa 25 người. Điều này cho bạn cơ hội tổ chức các buổi đào tạo và thực hiện các sự kiện với mức độ hiệu quả và động lực mới. Chính một trung tâm nhà phân phối như thế sẽ mở rộng cánh cửa chào đón các nhà phân phối của chúng ta tại thành phố Nizhny Novgorod. Các bạn có muốn trong thành phố của mình sẽ có một trung tâm tương tự như vậy không?